Bạn thường xuyên nhận được những tin nhắn qua inbox hỏi về giá để nhập xỉ hoặc là hỏi về việc là làm sao để trở thành thành viên đội nhóm kinh doanh của bạn ấy, nhưng mà tỷ lệ chốt của bạn rất là kém. Hãy thử cái biện pháp sau đây của Hàn Quang Dự chia sẻ nhé. Đầu tiên gửi lời chúc mừng đến bạn đã, bởi vì có người là hỏi bảng giá sản phẩm này, có người hỏi về việc kinh doanh của bạn ấy, thì tức là bạn đã có một cái sức hút nào đó với họ rồi. Nhưng bây giờ việc của chúng ta là tăng cái tỷ lệ để thuyết phục họ trở thành thành viên đội nhóm chúng ta, thì lúc đấy chúng ta mới có thể là gì ạ, có cơ hội kèm cặp họ giúp họ phát triển, từ đó mình nhiều tiền hơn, đúng không? Có hai cái từ khóa mà hãy nhớ cho thầy Dự nha. Từ khóa số 1 này, đó là từ khóa trở thành thầy của họ. Trở thành thầy của họ, ghi từ khóa này vào. Từ khóa số 2, giao tiếp với họ bằng giọng nói. Sử dụng hai cái từ khóa này áp dụng một cách chi tiết như sau này. Có người nhắn tin cho bạn hỏi là gì ạ? À, chị ơi, nhập giá xỉ sản phẩm này như thế nào? À, em có thể bán cùng được không ạ? Hoặc là chị ơi, em muốn nhập nhiều sản phẩm này về để cùng kinh doanh. Đấy, người ta hỏi đại loại kiểu như vậy. Thì việc của mình là mình đầu tiên cái trả lời là ok em. Đấy, cứ ok em đã. Sau đó mình sang trên Facebook của họ, xem những bài đăng của họ trên Facebook, xem những video họ đăng trên Facebook, xem những livestream của họ nếu có trên Facebook, xem trong khoảng 30 ngày gần đây của họ vào. Đó, để mình xem là Facebook của họ đang làm tốt cái điều gì, chưa tốt cái điều gì. À, ví dụ như là gì ạ? À? Là các bức ảnh của họ chụp có đẹp, có sắc nét hay chưa. Đó, chấm điểm giống như họ đang là một thành viên đội nhóm kinh doanh của mình đấy. Rồi nếu video họ làm thì sao? Nhưng có sắc nét hay không, có thần thái hay không, các bài đăng của họ có vi phạm những nguyên tắc gì liên quan đến dấu chấm, dấu phẩy, liên quan đến cảm xúc ở trên đó, thậm chí là những cái yếu tố khác liên quan đến Facebook. Tức là mình khám cái kênh Facebook cho người ta luôn. Sau đó thì mình quay trở lại cái phần chat ấy, thì mình nói là mình vừa xem qua cái Facebook của người ta và thấy rằng là gì ạ, là bạn này đang gì ạ, đang có cái ưu điểm là làm tốt cái này trên Facebook, làm tốt cái này trên Facebook. Đấy, nhưng mà để kinh doanh online thành công thì cần phải cải thiện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái yếu tố này nữa thì mới có thể kinh doanh online thành công được. Rồi, sau đó thì kiểu gì là chat với bạn như vậy, thì kiểu gì bạn cũng gì ạ, à? Bạn cũng chat lại và vâng em cảm ơn chị hoặc cái gì đó, xong bạn sẽ hỏi thêm một cái gì đó nữa. Đấy, thì việc của mình là gì ạ? Việc của mình là gì ạ? Ok, đợi chị tí. Rồi việc của mình là bấm vào nút gọi. Hoặc là em kết bạn với chị đi, để người ta kết bạn đã, xong mình bấm vào cái nút gọi ấy. Đấy, mình gọi. Gọi cho người ta. Và khi gọi người ta thì lúc đấy bạn đã bắt đầu gì ạ? Phỏng vấn người ta. Hỏi người ta là đang làm công việc kinh doanh gì rồi, hay là chưa làm, hay là trước đó làm những công việc gì rồi. Hỏi họ là họ kể về cái gì ạ? À, kể về cái lịch sử kinh doanh của họ. Mình phỏng vấn họ ấy. Đấy, xong rồi là vì sao lại biết cái sản phẩm này lại muốn nhập để kinh doanh cùng mình. Đó. Xong mình nói họ rằng là gì ạ? Rồi ok, thì nếu mà kinh doanh cùng mình, nếu mà thực sự một quyết tâm coi đây là công việc chính, thì mình sẽ kèm cái A, kèm cái B, kèm cái C, kể luôn cho họ nghe rằng là nếu họ trở thành thành viên đội nhóm của mình thì mình sẽ kèm cặp họ này, hướng dẫn họ này, đắc nhân tâm họ như thế nào trong vòng ngay từ 7 ngày đầu tiên. Để họ thấy rằng là, ui rồi, thế này là gì ạ? Thứ nhất là được chị chỉ cho những thứ mà em làm chưa tốt rồi. Đấy, không bây giờ chị lại còn có gì ạ? Quy trình để kèm cặp em nếu em nhập hàng nữa thì rất là tuyệt vời. À, thì lúc đấy mà bạn báo giá nhập cho sản phẩm ấy thì bạn cũng báo gì ạ? Báo cho họ là gì ạ? Là họ đang muốn khởi động ở mức độ nào? Ví dụ họ muốn khởi động ở mức độ là gì ạ? Là thấp nhất là 5 triệu, hay là muốn khởi động luôn ở mức độ cấp cao hơn là mức độ bao nhiêu đó. Thì bạn đưa ra cái hai cái gói quyền lợi đấy ra. Chỉ đưa cho họ hai thôi, hai gói quyền lợi đấy thôi để xem họ chọn cái nào. Và khi họ chọn một trong hai thì họ chính là thành viên trong đội nhóm kinh doanh của mình rồi, còn gì nữa. Đúng không ạ? Nên là cái nguyên tắc để khi mình phản hồi những ai đó chat inbox với mình hỏi về giá nhập sản phẩm xỉ này, hỏi về việc là kinh doanh của mình này là gì ạ? Là hãy xác định vai trò mình là thầy của người ta đã. Mình khám qua cái kênh của người ta đã. Đấy, thì mình bắt bệnh cho người ta. À, sau đó thì mình gọi để mình nói chuyện trực tiếp với người ta. Thì lúc đấy cái tỷ lệ chốt sẽ cao hơn rất là nhiều. Đây là năm cái lời khuyên mà tôi muốn khuyên cho những ai đang là boss, là thủ lĩnh của đội nhóm kinh doanh. Bạn cứ làm theo năm lời khuyên này nhá, thì Facebook của bạn đương nhiên là thu hút rồi. Sau đó bạn lại còn có thể là chỉ dẫn kèm cặp cho thành viên đội nhóm của mình nữa. Thì bình thường bạn cần phải có cuốn sách này, bạn đọc rất là kỹ nó thì mới nhận ra những lời khuyên này. Nhưng hôm nay thì tôi trích dẫn ra để chia sẻ với các bạn. Các bạn xem xong cảm thấy hay, có động lực thì sở hữu cuốn sách này.
đúng không ạ? Hoặc là gì ạ, bạn cứ thực hành để ra nhiều tiền đã, sau đó thì ạ thì mua cuốn sách này để sở hữu. Cái lời khuyên số 1 dành cho các bạn đó là gì ạ? Đó là hãy minh bạch cuộc sống của mình ở trên Facebook. Vì sao lại là như vậy? Facebook nó được sinh ra là để kết nối và chia sẻ những thông tin cuộc sống của bạn với những người khác. Bạn muốn biết điều này á, thì bây giờ bạn thử vào Facebook, bạn vào điện thoại của bạn ấy, xong bạn vào Safari, bạn vào trình duyệt web ấy, bạn vào Facebook. Khi bạn chưa đăng nhập ấy, thì bạn sẽ thấy là Facebook nó sẽ có được cái thông báo đấy. Nó giúp bạn kết nối cuộc sống của bạn và những người xung quanh cơ. Vì vậy, nên là các bài đăng của bạn hàng ngày cần phải có bài đăng liên quan đến cuộc sống. Đặt mục tiêu là mỗi ngày cần có ít nhất một bài về một hoạt động sống nào đó của mình. Ví dụ bạn xem trên Facebook của Hán Quang Dự đúng không? Thì bạn thấy là có những hoạt động là Dự đi chơi cùng con mình, hai vợ chồng Dự chụp ảnh với nhau, rồi Dự vào bếp nấu cơm, hoặc là Dự ngồi đọc sách. Những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày như vậy là rất quan trọng. Và những bài như vậy thường có tương tác cao gấp nhiều lần so với những bài mà bạn cố tình post liên quan đến bán hàng. Nên là mỗi ngày ít nhất một bài liên quan đến cuộc sống nha. Buổi sáng thức dậy sao ạ? Tràn đầy tính năng lượng. Tràn đầy tính năng lượng đúng không ạ? Ví dụ như lúc đấy là 6 giờ sáng. Đấy, post và đó, thì post bài là gì ạ? Thức dậy sớm để thành công các chị em ơi. Không biết các bạn đã như thế nào, nhưng mình đã có thói quen dậy sớm từ trước 6 giờ rất là lâu rồi. Và thấy rằng là quỹ thời gian của mình trong ngày nó được thảnh thơi hơn bao nhiêu, làm được nhiều điều ý nghĩa. Cũng dậy sớm thì hãy gửi lời chúc mừng đến nhau nhá. Ví dụ kiểu như vậy. Ây giời. Ok, lời khuyên thứ hai cho các bạn này. Đó là gì ạ? Đó là cần phải có những cảm xúc ở trong những nội dung mà mình đăng trên Facebook. Cần phải có cảm xúc. Cảm xúc nó được thể hiện qua đâu? Cảm xúc nó được thể hiện qua những tính từ bạn viết. Cảm xúc nó thể hiện qua cái bức ảnh của bạn. Nếu mà bạn chụp ảnh mà nó không có cảm xúc, chụp ảnh xa xa thể hiện ra nó rất chuyên nghiệp, chụp ảnh đông người, thì những bài đấy thường ít tương tác hơn những bức ảnh ít người. Và càng cận khuôn mặt, càng có cảm xúc một cách rõ nét thì bài đấy càng có nhiều tương tác. Trong bài đăng cũng thế thôi. Hãy sử dụng nhiều tính từ vào: vui, buồn, hỉ, nộ, ái ố, hào hứng, tuyệt vời, bất ngờ vào. Thì những cảm xúc đấy là ở trong Facebook nó có sẵn rồi mà. Trước lúc viết một cái bài nào đấy thì kích vào phần hoạt động hoặc cảm xúc ấy, chọn một cảm xúc chủ đạo. Sau đó viết tiêu đề liên quan đến cảm xúc đấy, và nội dung bài đăng thì nó liên quan đến cảm xúc đấy. Đấy, kể cả viết một bài hàng đi hàng về cũng phải lồng cảm xúc vào. Ví dụ như là hôm nay gì ạ? Là mình có hàng về, nhập hàng về đúng không ạ? Cả một xe container đi. Thì mình post là gì ạ? Thế là sự sung sướng ấy, đúng không nhỉ? Rồi Nguyễn Thúy Hằng đang cảm thấy sung sướng. Rồi tiêu đề sẽ viết như thế nào? Rốt cuộc thì hàng đã về đầy kho rồi các chị em ơi. Viết tiêu đề là như vậy. Không. Viết nội dung chính thì mô tả về cái việc là gì ạ? Mình đã đợi hàng mấy hôm nay như nào, sốt ruột như nào, mà hôm nay về mình cảm xúc sướng, tự hào như nào. Và ngay sau nghiệp hàng xong, sắp xếp hàng vào kho rồi thì mình sẽ làm những việc tiếp theo là gì. Đấy, vậy đề xuất mọi người là gì ạ? Mọi người comment chúc mừng mình nhé, hàng đã về tay và tiền cũng chuẩn bị về tay rồi. Ví dụ kiểu vậy. Phải có cảm xúc vào chứ. Hàng đi cũng có cảm xúc, hàng về cũng có cảm xúc. Rồi viết bài liên quan đến chương trình khuyến mãi gì đó ngày 20 tháng 10, 20 tháng 11 cho sản phẩm của mình cũng cần phải có cảm xúc. Đó. Ok, thì gì ạ? Đây, có trong này rồi. Thì các bạn cứ làm theo mẫu ở trong này thôi. Thì các bạn sẽ có những bài viết rất là hay, rất là có cảm xúc đúng không ạ? Rồi, lời khuyên số mấy rồi các bạn ơi? Các bạn nhắc mình với. Chúng ta đang đến lời khuyên số mấy rồi? 2 giờ đúng không? Bây giờ đến lời khuyên số 3 nhá. Khuyên số 3 này là gì ạ? Hãy đưa câu chuyện vào trong những nội dung viết của bạn. Đưa những câu chuyện vào. Thế ví dụ vừa nãy thì Dự lấy ví dụ về hoạt động hàng đi hàng về ấy, thì bạn nội dung chính vẫn kể về câu chuyện là gì ạ? Là mình hóng hàng như nào trong mấy ngày hôm nay. Rồi hoặc là bây giờ bạn post một cái thông báo thôi, là một thông báo là gì ạ? Là công ty có chương trình khuyến mại 20 tháng 10 thôi, thì bạn vẫn phải lồng câu chuyện vào. Ví dụ như là Nguyễn Thúy Hằng đang cảm thấy hào hứng. Đấy, tiêu đề viết là chưa bao giờ lại có nhiều ưu đãi đặc biệt giống như 20 tháng 10 năm nay chị em ạ. Rồi mình kể ra là gì ạ? Chuyện là thế này, vừa mở mắt ra thấy cái có lịch họp của công ty. Mới đầu mình cũng nghĩ rằng là chắc là họp để phổ biến cái gì thôi. Thế mà vào cái
sếp đã nói luôn đó là diện năm nay sẽ là khuyến mại khủng nhất từ trước đến giờ. Trời ơi, nghe thì thôi đã cảm thấy tò mò rồi. Và đúng là nghe hết thì không cảm thấy thất vọng tí nào chị em ạ. Bình thường chỉ có 3 khuyến mại này thôi, nhưng mà hôm nay thấy mọi người đều hào hứng thông báo rằng có tận 4 khuyến mại là chấm chấm chấm. Đấy, thế tức là gì ạ? Tức là mình phải lồng vào cái bối cảnh, lồng nó vào cái đoạn kể chuyện ấy thì bài viết của mình nó mới thực sự gì ạ? Nó mới thực sự hay. Rồi, lời khuyên số 4 là các bạn nhớ nha, hãy tạo ra cái sự tự nhiên cho bài viết của mình. Đừng biến bài viết trên trang cá nhân trở nên diêm dúa. Cái hoạt động mà bạn thêm quá nhiều icon vào cái bài viết ấy, là thì xanh đỏ tím vàng ấy, hoạt động đấy chỉ khiến cho bạn bị ít tương tác mà thôi. Cái việc mà bạn thay đổi phông chữ của bạn thành động, thành gì đó nhưng cho nó khác biệt cho bài đăng của mình, đấy cũng là hoạt động khiến cho bài đăng của bạn bị mất tự nhiên. Hãy viết nó một cách hết sức là tự nhiên. Ok, đấy là cái số 4. Rồi, cái số 5 rất là quan trọng. Cái số 5 để hút được thêm nhiều người về Facebook của mình nhá, thì việc của bạn đó là cần phải tạo ra nội dung theo tính liên tục, đồng nhất. Ví dụ bạn muốn hút cái đối tượng nào? Đối tượng là vào đội nhóm của mình đúng không? Muốn đối tượng kinh doanh online thì hãy làm một cái kế hoạch là từ 30 đến 90 ngày là sẽ ưu tiên viết những cái nội dung mà dành cho đối tượng những người quan tâm kinh doanh online, là thì nội dung chia sẻ về kinh doanh online, hướng dẫn về kinh doanh online, livestream hỏi đáp về kinh doanh online, những bài viết chia sẻ về thành tựu của mình, thành tựu thành viên đội nhóm mình về kinh doanh online. Đó, ưu tiên những bài viết như vậy. Đấy, còn những bài viết liên quan đến sản phẩm, liên quan đến việc là vấn đề khách hàng tiềm năng ấy, thì chỉ bằng số lượng 1/4, 1/5 so với số lượng của những bài về kinh doanh online thôi. Nên là mình càng tập trung vào điều gì thì mình càng hút được những người quan tâm đến cái điều đấy các bạn nhé. Ok, bạn đã có kiến thức hơn sau khi được nghe 5 cái chi tiết này về Facebook rồi đúng không ạ? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và còn những hướng dẫn hay hơn nữa liên quan đến Facebook, cách mà làm sao để bạn có thể tạo ra những cái sự thu hút, sự chuyên nghiệp ở trên Facebook mình bằng một hoạt động nào đó, rồi nó sẽ là video sau. Ok, bạn cũng đang có đội nhóm hàng nghìn thành viên rồi, nhưng bây giờ không biết cách làm nào để thành viên của mình yêu mến mình, thần tượng mình nhá. Ok, đây chính là giải pháp nhé. Xin chào các bạn. Tuần vừa qua thì lại có thêm những câu hỏi nữa liên quan đến phát triển đội nhóm. Và cái việc mà khiến người khác yêu mến mình ấy, đấy là việc mà đúng là người thủ lĩnh nào, người boss thương hiệu nào cũng có mong muốn đúng không ạ? Bởi vì chúng ta sinh hoạt giữa con người với con người thì chúng ta luôn luôn muốn trở thành một người được người khác thì ạ, tôn trọng hơn, luôn muốn trở thành ngôi sao. Và đặc biệt mình đang ở vị thế là người cấp hàng cho người ta này, là người cấp chế độ cho người ta rồi, mà người ta không yêu mến mình thì còn nói chuyện gì nữa. Thế nhưng mà thực tế xảy ra là gì ạ? Không phải người thủ lĩnh nào, người boss nào cũng được thành viên của mình yêu mến đâu nhá. Bởi vì sao? Bởi vì họ không xem được cái video này. Hoặc là gì ạ? Họ không áp dụng được theo những cái cách mà thầy Dự chuẩn bị chia sẻ với các bạn sau đây. Rồi, hãy áp dụng 5 ngôn ngữ tình yêu để bạn có thể chinh phục đắc nhân tâm, trái tim của thành viên trong đội nhóm của mình. Rồi, ngôn ngữ tình yêu số 1 đó là lời động viên, lời khen ngợi. Người ta sẽ cảm thấy vô cùng phấn khích, người ta cảm thấy được ghi nhận, người ta cảm thấy sung sướng vô cùng. Người ta sẽ được chạm vào cái tử huyệt danh vọng nếu như bạn có sự khen ngợi, sự động viên với họ kịp thời. Đấy, sự khen ngợi, sự động viên này thì có thể áp dụng cơ bản ở hai cái phương pháp sau đây. Thứ nhất, đó là phương pháp là khen ngợi, động viên theo dạng cá nhân. Cá nhân, tức là chỉ mình họ biết thôi. Chúng ta thấy một bài viết rất là hay của họ trên Facebook, hoặc là thấy một cái bức ảnh đẹp của họ trên Facebook, thấy dạo này kỹ năng chụp ảnh ngọ lên rồi đấy, hoặc viết bài có cảm xúc hơn rồi đấy, hoặc là thấy video của họ bắt đầu có nhiều người xem hơn rồi đấy, quan sát họ đó, sau đó mình inbox cho họ, hoặc là mình gọi điện luôn cho họ, hoặc là có thể là gặp trực tiếp được họ, thì mình khen rằng ôi dạo này thấy rằng ô hoạt động trên Facebook này rất là hay này, ô dạo này làm livestream rất chuyên nghiệp này, dạo này thể hiện rằng là mình có theo sát họ và mình ghi nhận được sự tiến bộ của họ đấy. Một tháng bạn chỉ cần làm như vậy với một thành viên thôi thì họ đã cảm thấy là sung sướng lắm rồi. Và một người mà một năm mà bạn có thể là khen họ được cá nhân khoảng tầm 10 đến 12 lần như vậy thôi là bạn hơn đứt những cái thủ lĩnh đội nhóm khác ở ngoài kia rồi. Nhưng có một cách khen ngợi động viên nữa, đó là gì ạ? Đó là khen ngợi động viên trước đám đông. Cái dịp họp hàng tuần của bạn trong đội nhóm rất là quan trọng. Bạn cần phải có một khoảng thời gian 15 đến 30 phút là để chuyên vinh danh những thành viên có cái thành tựu, có những thành tích gì đó trong tuần, trong tháng này. Ví dụ như là họ chưa từng nhập một mốc
30 triệu hàng bao giờ cả. Trước toàn 10 triệu, 20 triệu. Thì tháng này họ bắt đầu lại có được mốc là cao hơn những tháng trước. Đấy là một thành tựu cần phải vinh danh rồi. Đấy. Thậm chí là gì ạ? Mình chẳng nghĩ gì để vinh danh họ ở trong cái buổi họp đấy cả. Thì cho họ thời gian khoảng 3 phút. Tất cả mọi người, hàng trăm người khoe cái tin vui về đơn hàng hay cuộc sống của mình trong tuần đấy. Comment trong Zoom ấy. Và chúng ta đọc lên và chúng ta gửi lời chúc mừng đến từng người. Đọc lên và gửi lời chúc mừng đến từng người. Đấy, thì đấy cũng là một lời khen ngợi động viên rồi. Rồi, thế còn gì ạ? Cái tuyệt chiêu số 2 nữa này. Ngôn ngữ tình yêu số 2. Đó là sự giúp đỡ. Hãy giúp đỡ thành viên trong đội nhóm của mình. À, giúp đỡ họ phát triển công việc kinh doanh á. Đương nhiên rồi, đấy là trách nhiệm của bạn. Hãy xem họ đang gặp những cái khó khăn gì. Ví dụ bạn thấy livestream của họ gặp những điểm yếu gì. Bạn thấy rằng những bài đăng của họ đang gặp những điểm yếu gì. Nào thì ảnh thì đang không chính chủ, ảnh thiếu cảm xúc, nội dung thì icon, rồi hashtag, rồi phông chữ, mọi thứ nó cứ bị loạn. Thì mình sao ạ? Thì mình sẽ inbox cho họ hoặc gọi điện cho họ. Để chỉ hướng cho họ, chỉ cách cho họ, để giúp đỡ họ cải thiện những cái điểm yếu đấy. Thì đấy là sự giúp đỡ. Mà sự giúp đỡ đỉnh cao hơn nữa, đó là sự giúp đỡ mà nó không liên quan đến trách nhiệm của bạn ấy. Đó là sự giúp đỡ liên quan đến cuộc sống. Bạn rõ ràng là người boss, người leader thì chưa có cái trách nhiệm là giúp đỡ họ những yếu tố, những vấn đề trong cuộc sống đâu. Mà giúp đỡ họ phát triển công việc kinh doanh mới là trách nhiệm của bạn. Nhưng bạn vẫn giúp đỡ họ liên quan đến cuộc sống. À, bạn có những mối quan hệ là bác sĩ, là giáo viên, là luật sư. Và thấy rằng nếu thành viên đội nhóm của mình cần, thì bạn hãy chia sẻ mối quan hệ đấy, kết nối mối quan hệ đấy với họ để có thể giúp được họ giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Rồi, bạn lại có những cái gì ạ? Có thể là tài chính của bạn rất là dư giả. Rồi, bạn biết được những kiến thức liên quan đến nuôi dạy con, những cái kiến thức khác trong cuộc sống. Thì bạn hoàn toàn có thể là trợ giúp những thành viên của mình trong những giai đoạn khó khăn. Hãy nghĩ cách để giúp họ những điều mà những người thủ lĩnh khác ở ngoài kia không thể giúp được họ. Thì lúc đấy thì bạn sẽ đắc nhân tâm được trái tim của họ nhé. Số 3 này, ngôn ngữ tình yêu số 3, đó là lắng nghe chia sẻ và sẵn sàng chia sẻ. Chúng ta nói ngược lại thì mới đúng. Đó là gì ạ? Sẵn sàng chia sẻ và lắng nghe chia sẻ của các thành viên. Mình là người boss hoặc là mình là người leader nhé. Thì không phải là mình không có gặp vấn đề trong cuộc sống. Cũng chẳng phải là mình kinh doanh thuận buồm xuôi gió, lúc nào cũng thẳng tiến lên. Có những lúc đội nhóm mình gặp khó khăn, thì mình tìm những người mà mình có sự tin tưởng để mình chia sẻ cái khó khăn đấy. À, mình tham vấn ý kiến của họ, xem là góc nhìn của họ về cái sự việc, cái sự kiện này trong đội nhóm như thế nào. Đấy, cùng họ gì ạ? Lắng nghe họ này, lắng nghe họ nói này. Sau đó gì ạ? Sau đó cùng họ đưa ra giải pháp. Đừng tự nghĩ một mình, đừng có luôn luôn coi mình là người giỏi nhất. Hãy biết tổng hợp trí tuệ ưu tú của các thành viên trong đội nhóm. Vì có những cái trường hợp xảy ra trong đội nhóm, mình chưa biết cách giải quyết như nào, nhưng trong thành viên đội nhóm của mình có những người có kế rất là hay. Nên hãy thường xuyên tìm ra những người mà mình nghĩ rằng là có thể giúp mình giải quyết được vấn đề gì đó của mình, cá nhân mình hoặc là của đội nhóm, để cho họ được phép bàn, cho họ được phép đưa ra cái ý kiến, cái quan điểm của họ. Thì từ đó thì sao ạ? Thì chính những người đấy sẽ luôn luôn về phe với mình. Họ yêu mến mình và họ thấy mình thực sự là một con người vừa có sự khiêm tốn, lại vừa có cái sự gì ạ? Vừa có sự khiêm tốn, vừa có sự thân thiện. Sự gắn kết của bạn với họ chắc chắn sẽ bền chặt hơn rất là nhiều. Lắng nghe chia sẻ ở đây nghĩa là gì ạ? Đôi khi có thể là bạn thấy một người thành viên đội nhóm nào đấy của mình, họ đăng một status đêm, ví dụ như là bạn đăng lên, họ đăng lên với một vẻ mặt rất là buồn, thậm chí là chẳng có ảnh buồn gì cả, mà đăng lên gì ạ? Để đây thôi và không nói gì, thở dài. Đấy, họ đăng lên Facebook kiểu như vậy. Thì mình biết là có thể họ đang gặp cái tâm trạng gì đấy. Đó, thì mình hoàn toàn có thể inbox, hoặc thậm chí mình quan tâm hơn, mình gọi điện luôn cho họ. Đấy, hỏi về công việc của họ. Rồi hỏi về cuộc sống của họ. Rồi để lắng nghe họ chia sẻ những cảm xúc hiện tại của họ. Không cần phải làm điều đấy với mọi người hàng ngày. Thi thoảng bạn làm điều đó với một ai đó thì người đấy sẽ trao cả trái tim cho bạn ấy. Đúng không ạ? Thì đấy gọi là gì? Đấy là cái thuật đắc nhân tâm thông qua việc là chia sẻ, sẵn sàng chia sẻ và sẵn sàng lắng nghe người khác chia sẻ. Rồi, số 4 này, đó là quà tặng. Cá nhân dự thì rất là thích cái dùng cái tuyệt chiêu quà tặng này này. Thích lắm. Thích dùng cái tuyệt chiêu quà tặng này để còn có thể là chiếm lĩnh trái tim của người khác. Cái việc tặng quà trong ngày sinh nhật họ. Ok, đương nhiên rồi. Rồi, cái việc mà mình tặng cho họ món quà gì đấy nhân dịp họ đạt một thành tựu gì đó cũng rất là tuyệt vời. Và thậm chí là có những món quà mà nó chẳng phải là cái dịp gì cả mà mình tặng. Vì sao? Vì mình quý họ thôi. Thì nếu bạn đang là boss, là leader phát triển đội nhóm kinh doanh nhá, thì có thể là sử dụng quà tặng trong một số các trường hợp sau đây này.
Trường hợp số 1 đó là khi thành viên đội nhóm mới vào. Khi mới vào thì bạn gửi hàng cho họ, đơn hàng đầu tiên, hãy gửi thêm một cái món quà nhỏ nào đấy, có thể một cuốn sách nhỏ, có thể là một cái đồ vật gì đó rất là nhỏ để còn phục vụ cho công việc kinh doanh online. Ví dụ như là cái gậy livestream, ví dụ như cái đèn livestream, giá đỡ điện thoại, gửi tặng cho họ kèm theo một cái bức thư tay cổ vũ động viên họ để họ phát triển công việc kinh doanh. Rồi khi mà họ chinh phục được mức nhập đơn hàng mới, tức là mới đầu họ chỉ nhập 5 triệu hoặc 10 triệu thôi, nhưng mà gì ạ, sau một thời gian thì họ lên tới đơn hàng 20 triệu thì đấy là một thành tích rồi. Thì ngay khi mà họ lên một cái đơn hàng mà cao hơn những đơn hàng trước đó, hãy tặng thêm cho họ một món quà gì đấy, có thể là tiền mặt hoặc là một món quà vật phẩm, các dịp sự kiện trong gia đình của họ, những món quà là rất quan trọng. Về quà thì lại phải nhớ là của cho thì nó phải gì ạ, nó phải có tỷ lệ thuận với cách cho nữa. Còn của cho ở đây mà lớn nhưng mà cách cho của mình không để ý nữa, mình không chịu để trau chuốt làm cho nó trở nên thú vị nữa, thì cái món quà đấy nó mất đi giá trị rất là nhiều. Nên là cho quà gì đó thì sao ạ, thì mình viết theo cái thư nhỏ để gửi lời cảm ơn đến họ ấy, hoặc là gửi lời chúc mừng đến họ, hãy cho họ một cách thực tâm vào, trau chuốt cho món quà mình gửi cho họ vào. Rồi, ngôn ngữ tình yêu số 5 để giúp cho các bạn bắt nhân tâm, chiếm được trái tim của người khác. Hãy cùng nhau đạt được một cái trải nghiệm gì đó trong kinh doanh hoặc trong công việc mà từ trước đến giờ cả hai người đều chưa đạt được. Đấy. Nên là chúng ta hãy thường xuyên đưa ra những cái thách thức của mình với các thành viên trong đội nhóm. Đó. Thách thức của chúng ta là tháng này sẽ chinh phục là gì ạ? Mức doanh số là 10 tỷ đồng. Sau đó gì ạ? Chia nhỏ ra cho các thành viên là mỗi người là đảm nhận một mức doanh số để tổng hợp lại nó lên con số là tối thiểu là 10 tỷ. Đó, sau đó gì ạ? Cùng nhau triển khai các hoạt động đào tạo, hoạt động kèm cặp, hoạt động thi đua để mỗi người đều vượt ngưỡng của họ và đội nhóm của mình sẽ vượt ngưỡng. Rồi, còn các hoạt động trong cuộc sống thì các bạn có thể cùng nhau đi leo Fancy Pang để vượt qua cái giới hạn về thử thách về sức khỏe của mình. Đấy. Rồi cùng nhau gì ạ? Cùng nhau tham gia những cái chuyến chuyến trải nghiệm là chuyến từ thiện dài ngày ở vùng cao. Đấy, để được trải nghiệm những cái cuộc sống mới của những người nghèo khó, rồi để còn thấm đẫm trong cái tình yêu thương với họ. Đấy, thì hoạt động cùng nhau nó tạo ra cái tình yêu thương, tạo ra sự gắn kết. Nên các bạn ạ, xây dựng đội nhóm là một việc không hề dễ dàng thế nào cả. Bởi vì sao? Xây dựng đội nhóm mà tốt thì tạo ra chúng ta thu nhập hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi tháng. Hãy luôn luôn nhớ cái câu là gì ạ? Làm việc khó để có thu nhập cao. Chúng ta đang kiếm tiền thông qua việc giúp người khác giải quyết vấn đề và từ đó chúng ta trở nên giàu có. Nên là càng làm việc khó thì càng có khả năng thu nhập cao. Nhưng việc mà những thủ lĩnh, những người boss khác không thể làm được, mình làm được thì mình đương nhiên là gì ạ? Là sẽ có thu nhập cao rồi. Các bạn đang là boss, đang là leader ơi, đừng tuyển thêm các thành viên vào đội nhóm của mình nữa. Nếu như bạn chưa có được những cái quy trình kèm cặp họ, những quy trình đắc nhân tâm họ, những cái cách để có thể giúp họ thực sự phát triển. Và video này là video dành cho các bạn đấy. Xin chào các bạn. Phát triển đội nhóm kinh doanh đúng là một công việc thực sự mang lại giá trị cao cho bản thân mình và cho người khác. Phát triển công việc kinh doanh chính là cách để mình có thể tạo ra thu nhập hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng mỗi tháng. Đúng là như vậy. Thế nhưng mà đừng có nhìn vào cái điều đó mà phát triển đội nhóm kinh doanh mà tuyển người vào một cách bất chấp. Đã bao giờ bạn rơi vào cái cảm giác là gì ạ? Là ước gì mình chẳng đào tạo ai, mình chẳng kèm cặp ai, ước gì mình đội nhóm kinh doanh mình chẳng cần có ai cả, thì mình rất là rảnh không? Còn bây giờ đội nhóm kinh doanh của mình, từ khi mà có thêm người mới vào, mình trở nên áp lực vô cùng, mình cảm thấy là cuộc sống của mình nó bí bách vô cùng. Mình cảm thấy rằng đáng lẽ ra mình cứ kinh doanh một mình thì nó còn sướng hơn. Vì sao á? Trời ơi, hậu quả đấy là do bạn tạo ra, còn do ai nữa? Chúng ta chưa hề có quy trình kèm cặp người mới như thế nào, chưa từng có quy trình đắc nhân tâm kèm cặp người mới như thế nào. Rồi gì ạ? Cái lộ trình để họ phát triển ra sao? Rồi với từng người thì mình sẽ chăm sóc như nào? Rồi gì ạ? Khi mà xảy ra những vấn đề liên quan đội nhóm thì mình ứng xử ra sao? Mọi thứ đấy mình chưa chuẩn bị mà mình đã đi để mình hút người ta, thậm chí mình còn cam kết rất là mạnh mẽ rằng vào đây kèm cặp, vào đây đào tạo. Trời ơi, đấy là một sự chém gió đấy. Và cái điều đấy á, nó vừa tổn hại cho những người tin bạn và vừa tổn hại cho chính bản thân bạn.
Bởi vì bạn hứa nhiều như thế nào, người ta tin tưởng bạn nhiều bao nhiêu, khi vào đội nhóm mà bạn không giúp được ấy, thì bạn càng áp lực bấy nhiêu, chất lượng cuộc sống của bạn càng cắm đầu đi xuống bấy nhiêu. Thế giải pháp như thế nào ạ? Rồi, thứ nhất, bạn hãy trở thành một người bán hàng thực chiến đã. Cái việc trở thành một người bán hàng thực chiến là vô cùng quan trọng để phát triển đội nhóm kinh doanh. Vì sao ạ? Vì bán hàng là gì ạ? Bán hàng là cái công việc kiếm tiền thông qua việc giúp người khác giải quyết vấn đề. Và bây giờ hàng hóa có trong tay rồi mà nó chuyển thành tiền hay không, nó phụ thuộc vào việc là hàng hóa này có di chuyển được ra ngoài đến người tiêu dùng cuối cùng hay không. Tức là hoạt động bán lẻ. Bán lẻ phải chăm sóc họ, giải quyết được vấn đề. Bạn bán sản phẩm về mụn, bán sản phẩm về nám, bán sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp gì đó, thì phải xem vấn đề của khách hàng của mình ấy là có đúng là như vậy không. Và khi trao sản phẩm cho họ rồi thì thực sự là họ sử dụng sản phẩm có hiệu quả như mình mong muốn hay không, và như họ mong muốn hay không, thì đấy mới là giải quyết vấn đề, đúng không ạ? Nên là mình hãy đảm bảo cho sự tự tôn của mình bằng cách là gì ạ? Là mình là người thực chiến đã. Hãy đặt mục tiêu là mình tạo ra thu nhập từ bán lẻ ít nhất 10 triệu đồng một tháng đã. Sau đó là sao ạ? Sau đó mình viết lại những cái trải nghiệm của mình. Là thì mình đã bán hàng cho người thân như thế nào, mình đã bán hàng cho người quen như thế nào, mình bán hàng cho những người mà đã từng bán hàng cho mình như thế nào, rồi mình bán hàng bằng bài viết trên Facebook kể lại trải nghiệm như thế nào, mình bán hàng bằng việc làm video kể lại trải nghiệm sản phẩm như thế nào, mình bán hàng bằng video hướng dẫn sử dụng sản phẩm như thế nào, mình bán hàng bằng live stream kể lại trải nghiệm sản phẩm và hướng dẫn sử dụng sản phẩm như thế nào, rồi mình bán hàng bằng cách là gì ạ? Là khiến cho khách hàng trở thành người marketing giới thiệu sản phẩm cho mình như thế nào. Đấy, toàn bộ những cách mà bạn đã bán hàng để tạo ra thu nhập 10 triệu mỗi tháng từ bán lẻ. Đấy, thì bạn viết ra. Cá nhân thì tự tin rằng là nếu bạn nỗ lực tạo ra 10 triệu bán lẻ thu nhập ấy, thì chắc là bạn sẽ có khoảng tầm 20 đến 30 cách khác nhau đấy. Và thực tế bạn đã làm rồi, đúng không ạ? Rồi, viết nó ra dưới dạng quy trình checklist là gì ạ? Các bước bạn đã làm như thế nào. Thì lúc đấy gì ạ? Lúc đấy là bạn coi như đang có một cái quy trình để có thể sử dụng để kèm cặp người mới, để một người mới nào đó có nhu cầu chinh phục thu nhập 10 triệu đầu tiên là bạn có thể giúp được đã. Đấy, nó phải là như vậy. Rồi tiếp theo mới đến cái hoạt động là gì ạ? Bạn quảng bá ra bên ngoài về cái tài năng của mình, là thực tế đã kiếm được cái số tiền bấy nhiêu triệu một tháng rồi và có thể giúp người khác cũng kiếm được bấy nhiêu triệu một tháng thông qua hoạt động nhận kèm cặp của mình. Bạn sẵn sàng đưa ra lời cam kết với nhiều người ngoài kia rằng gì ạ? Tôi đã tạo ra cái nguồn thu nhập như thế này từ công việc bán lẻ rồi, và tôi hoàn toàn có thể giúp bạn cũng tạo ra được nếu bạn làm theo chỉ dẫn của tôi. Bạn cho người ta xem là gì ạ? Là 30 điều hoặc 20 điều mình đã làm, và cụ thể từng điều đấy làm như nào ra đơn, và mình nói rằng là đây, từng điều đây bạn có thể xem, và tôi sẽ là người kèm bạn. Bạn xem có thể bạn không làm được, nhưng vào đội nhóm tôi sẽ kèm bạn. Thế lúc đấy thì đương nhiên là gì ạ? Mình hút được nhiều người, mà người ta vào người ta có đúng niềm tin, trao được đúng niềm tin với đúng năng lực của mình, chứ không phải là kỳ vọng quá so với cái lời hứa của mình. Được chưa ạ? Nhưng chưa hết đâu nha. Thế bây giờ nếu mà qua cái giai đoạn đầu tiên để còn giúp họ chinh phục được cái thu nhập khoảng 10 triệu rồi thì sao ạ? Thì rõ ràng là mình mà giúp được nhiều người khác thu nhập 10 triệu, mình là người phát triển đội nhóm, thì thu nhập của mình sẽ tăng, đúng không? Thu nhập của mình tăng có 20, 30 triệu, 40 triệu thì mình cũng kèm lại cho những người của mình là cách để phát triển đội nhóm như mình. Nên các bạn ạ, chúng ta cần phải là người thực tế kinh doanh, là một người thực tài kinh doanh đã. Thì lúc đấy chúng ta mới đủ tư cách để nhận người khác vào, để đào tạo, để kèm cặp. Chúng ta có thành tựu như thế nào thì hãy hứa là kèm cặp người khác có thành tựu như vậy. Thì lời hứa đấy nó trở nên khả thi vô cùng. Thế còn thực tế ngoài kia thì sao? Chúng ta vì nhìn thấy những người có đội nhóm 100 người, 1000 người mà chúng ta mê quá, nên chúng ta cũng tìm mọi cách để nhanh chóng có đội nhóm 100 người, 1000 người để có thu nhập hàng trăm triệu, hàng tỷ mỗi tháng. Nhưng bạn không hề biết rằng là để đạt được cái số lượng thành viên hàng 100 người, xong lên đến hàng 1000 người như vậy, thì những người thủ lĩnh, những người boss ấy, là họ cần phải là người thực sự đầu tư vào bản thân như thế nào. Họ đầu tư về việc học tập, họ tìm những người thầy kèm cặp, rồi họ dành thời gian ra để thực hành, thực chiến. Còn nếu như những người mà họ bận quá không có thời gian thực chiến, thì họ đã bỏ ra diện đầu tư rất nhiều tiền khác để còn gì ạ? Để còn kết hợp với những người thầy, được gọi là thuê những người thầy ấy, để về để kèm cặp cho đội nhóm của họ. Nên là bản chất nếu như chúng ta chưa có được cái quy trình kèm cặp người khác, để còn hướng dẫn người khác ấy, thì chúng ta chưa nên tuyển người vào để phát triển công việc kinh doanh. Khổ cả người ta và khổ cả mình các bạn ạ. Rồi. Nếu bạn muốn kiếm thêm thật nhiều thành viên vào đội nhóm kinh doanh của mình, hãy thường xuyên viết trên Facebook hai dạng bài đăng sau đây. Dạng bài đăng số 1 đó là viết về cái thành tựu của thành viên hiện tại trong đội nhóm của mình. Số 2 đó là dạng bài đăng về những thành tựu của mình trong kinh doanh online. Hai cái dạng bài đăng để viết như thế nào, chi tiết đều có trong video này nhé.
Nhiều người cứ lan truyền nhau rằng là Facebook bây giờ ít tương tác lắm, Facebook bây giờ khó để kinh doanh lắm. Không phải đâu các bạn nhé. Facebook bây giờ vẫn đang tìm mọi cách để chúng ta có thể tiếp cận được nhiều đối tượng mà chúng ta mong muốn hơn, từ đó giúp chúng ta phát triển được mối quan hệ trên đó. Chẳng qua chúng ta không biết cách làm mà thôi. Nên là khi mà chơi trên Facebook này, chúng ta phải xác định rõ rằng đối tượng chúng ta muốn thu hút là ai, và trong khoảng thời gian nào thì chúng ta sẽ liên tục tạo ra những nội dung để thu hút đối tượng đấy. Ví dụ như bạn rất là muốn thu hút những người kinh doanh online vào để kinh doanh với mình nhé, thì trên Facebook bạn ấy làm ra cái kế hoạch là trong vòng từ 30 đến 90 ngày thì mình sẽ liên tục tạo ra những cái nội dung để dành cho cái đối tượng đấy. Thì trong những nội dung đấy thì có hai cái dạng nội dung mà tôi vừa nói ở đầu video rồi, đúng không ạ? Dạng video về kể câu chuyện của những người trong đội nhóm của mình với những thành tựu của họ. Ví dụ như bạn thấy một thành viên của mình, ô bạn ấy tháng này đã chinh phục được mức nhập hàng cao hơn mức nhập hàng của tháng trước, đấy là một thành tựu tuyệt vời rồi. Thì bạn hãy quan sát xem nào, để có thành tựu đấy thì kỹ năng nào của họ đã phát triển hơn. Ví dụ như kỹ năng làm video tốt hơn rồi, họ đã có kỹ năng live stream rồi, họ viết bài cũng đã hay hơn rồi, họ tự tin hơn vào công việc bán hàng online, hoặc là họ đã dành nhiều thời gian hơn cho công việc kinh doanh online rồi. Đấy đều là những cái thành tựu rất là đáng ghi nhận. Và việc của mình là tạo ra cái bài viết trên trang cá nhân của mình để thể hiện sự tự hào, thể hiện sự vui vẻ, vui sướng vì cái gì ạ? Vì cái kết quả đấy. Cấu trúc nó sẽ rất là đơn giản như sau thôi. Đầu tiên là bạn sẽ vào Facebook và bạn chọn cảm xúc chủ đạo. Ví dụ bạn chọn là gì ạ? Nguyễn Thị Lan đang cảm thấy tuyệt vời, hoặc là Nguyễn Thị Lan đang cảm thấy bất ngờ, hoặc Nguyễn Thị Lan đang cảm thấy sung sướng. Ví dụ như là bạn bất ngờ về thành tựu của họ nhé, thì bạn chọn cảm xúc chủ đạo là đang cảm thấy bất ngờ. Sau đó tiêu đề bạn sẽ viết là gì ạ? Mới chỉ có 3 tháng thôi mà lên tận 4 cấp nhập hàng rồi, tuyệt vời quá sang ngạ. Ví dụ tuyệt vời quá em sang ngạ, ví dụ cái bạn đấy tên là Sang. Xong mình kể về cái trải nghiệm từ cái lúc mà mình biết bạn đấy vào kinh doanh, cái lúc mà bạn vẫn rất là khù khờ, rất là lo lắng từ nhập những đơn hàng đầu tiên. Sau đó thì bạn ấy là mạnh dạn để còn live stream như nào, bạn ấy mạnh dạn để còn có thể làm cái video đầu tiên như nào. Mình kể lại những cái trải nghiệm đấy, và mỗi một đoạn kể đấy thì đúc rút bằng một cái câu nhận xét của mình về bạn ấy là gì ạ? Là thứ nhất là khâm phục bạn ấy này, hay là gì ạ? Rất là quý bạn đấy này, hay là có cái đoạn nào đó mô tả cái việc là bạn ấy thức khuya dậy sớm để còn hỏi mình, để còn học những chương trình đào tạo của mình. Thì mình thể hiện gì ạ? Thể hiện cái sự gì ạ? Thể hiện sự trân trọng đối với bạn đấy. Thể hiện sự ngưỡng mộ với bạn đấy. Thì mình viết cái nội dung chính, mình kể lại cái quá trình phát triển của bạn ấy kèm theo cái cảm xúc của mình trong đấy nữa. Rồi phần số 3, mình kêu gọi hành động. Thì cái sai lầm lớn nhất của những người khi mà viết content để còn vinh danh người khác, để còn khen ngợi người khác ấy, đó là kêu gọi hành động theo kiểu là gì ạ? Các bạn ơi, các bạn nếu muốn kinh doanh cùng mình thì inbox với mình nhé, hoặc là gì đó. Trời ơi, nếu bạn làm theo cách kiểu như vậy ấy, thì chẳng khác gì là bạn biến thành viên trong đội nhóm của bạn trở thành một cái mồi câu, trở thành một con săn sắt để bạn đưa lên cái bài viết của bạn để bạn thu hút người khác rồi. Không, hãy tinh tế hơn, hãy thể hiện một sự chuyên nghiệp, sự tinh tế bằng cách là gì ạ? Cái phần kêu gọi hành động của mình rất là đơn giản thôi. Đó là gì ạ? Đó là mình kêu gọi mọi người hãy gửi lời chúc mừng cho bạn ấy. Các bạn ơi, hãy gửi lời chúc mừng cho Sang nhé, cô ấy thực sự là một niềm tự hào của mình và cả đội nhóm của mình ấy. Đấy, ví dụ chỉ đơn giản như vậy thôi, thì người đọc người ta cảm thấy cũng rất là sướng, rất là thoải mái. Còn cái người mà chính là cái bạn Sang đấy được viết trong cái câu chuyện đấy, thì bạn ấy cũng cảm giác là được trân trọng vô cùng. Những ai quan tâm kinh doanh online, yên tâm đi, họ đọc bài đấy thì họ cũng ngưỡng mộ và muốn được trở thành một cô Sang thứ hai để được kinh doanh cùng bạn thôi. Được chưa ạ? Họ sẽ chủ động comment hoặc là họ sẽ inbox bạn. Còn các bạn lại cứ để số điện thoại của bạn trên đấy, xong bạn cứ kêu gọi là hãy inbox mình gì ấy, thì bài đấy cực kỳ ít tương tác. Ai cũng có những trải nghiệm khi viết những bài kiểu như vậy và có tương tác như thế nào thì comment xuống dưới để thầy sẽ biết nha. Rồi cái dạng bài đăng số 2, nó dạy bạn dạng bài đăng kể về những thành tựu của mình. Khi kể về thành tựu của mình thì có thể kể về sự phát triển kỹ năng của mình, kể về sự phát triển kiến thức nào đó, kể về việc hình thành một thói quen mới nào đó, kể về một cái thành tựu với đơn hàng nào đó, kể về cái thành tựu là mình có thêm thành viên đội nhóm vào đó. Thì nó thường là bắt đầu ở dạng là gì ạ? Là tôi đã, là Sang đã, hoặc là ví dụ như mình tên là Hằng đi nhá. Đó thì là gì ạ? Hằng đã kiến tạo cái thói quen 7 ngày thức dậy sớm để thành công như thế nào. Đấy, viết bài đăng về cái điều đấy. Rồi. Hằng đã khiến cho người thân của mình trở thành một khách hàng cuồng nhiệt cho sản phẩm của mình như thế nào. Đấy, Hằng đã bán hàng cho một người lạ áo hắc trên Facebook như thế nào. Mỗi một thành tựu nhỏ của mình đều có thể trở thành một cái bài đăng post trên internet để truyền cảm hứng cho những người kinh doanh online khác. Thì cấu trúc như thế nào? Cấu trúc nó vẫn là chọn cảm xúc chủ đạo đã. Ví dụ như cảm thấy sung sướng,
Đấy, Nguyễn Thúy Hằng đang cảm thấy sung sướng. Đấy, tiêu đề mình viết gì ạ? Mọi người ơi, vậy là mình chính thức đã biết cách để livestream bán hàng rồi, sung sướng quá các bạn ạ. Đấy, xong mình kể về cái hành trình từ lúc mình không biết đấy, thì công việc kinh doanh của mình nó gặp khó khăn như nào, xong mình đã rèn nó chưa thành công lại rèn tiếp nó như nào, và khi thành quả đến thì cảm xúc của mình như nào. Chưa cần phải hay, vì nếu hay thì bạn cần phải rèn nhiều, đúng không ạ? Thì bây giờ chưa cần phải hay đâu. Đó, bạn cứ viết đúng cái cấu trúc như vậy đã. Còn kêu gọi hành động thì hãy cứ kêu gọi hành động, mọi người chúc mừng mình. Trong bài đăng mà có từ chúc mừng ấy thì bài đấy sẽ dễ dàng có thêm tương tác mới nhá. À, nếu mà bạn thích những cái dạng bài đăng kiểu như vậy, cái lối hành văn kiểu như vậy nhá, thì đây, tất cả có trong cuốn sách viết content thôi miên này rồi. Đó, bạn nào có nó rồi thì dở nó ra, vì trong này có hơn 30 chủ đề để viết content. Thậm chí là những lỗi sai Facebook mà bạn thường gặp liên quan đến việc là copy bài, hay liên quan đến dấu chấm câu, hay liên quan đến hình ảnh, mọi thứ trong này đều có sẵn dành cho bạn rồi. Đúng không ạ?